Xin chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại YouTube nhà AMD. Trước mắt các bạn đây là hộp của sản phẩm đèn sưởi nhà tắm chính hãng đến thương hiệu Cotman. Đây là mẫu đèn sưởi 3 bóng treo tường. Và ngay bây giờ sẽ là bài mở hộp và đánh giá chi tiết của mình đối với mẫu sản phẩm này. Trước khi đi vào mở hộp thì chúng ta sẽ cùng xem qua các chi tiết bên ngoài của hộp trước. Ở đây ở phía mặt trước thì sẽ có in hình ảnh sản phẩm này, đèn sưởi 3 bóng. Với thương hiệu ở đây là thương hiệu Cotman. Thương hiệu Cotman là một trong những thương hiệu có chất lượng và uy tín hàng đầu thị trường hiện nay về các sản phẩm về đèn sưởi nhà tắm với tiêu chuẩn và công nghệ của Đức. Sản phẩm này thì là mã ở đây là K3BQ các bạn nhé. Tiến đến phần cạnh bên của hộp sản phẩm thì chúng ta sẽ luôn được in các thông số kỹ thuật chi tiết như sau. Ở đây chúng ta sẽ có tên sản phẩm là đèn sưởi nhà tắm này, K3BQ, với mục đích sử dụng là làm ấm nhà tắm. Chức năng và công nghệ thì ở đây là làm ấm trực tiếp này, sử dụng bóng đèn phát tia hồng ngoại để sưởi ấm này. Mã hàng ở đây là K3BQ, đèn sưởi 3 bóng treo tường. Công suất tổng ở đây là 825W với 3 bóng đèn hồng ngoại. Thì mỗi bóng đèn hồng ngoại sẽ có công suất khoảng từ 275W. Còn về kích thước thì kích thước tổng thể của mẫu đèn sưởi này sẽ là có chiều dài tổng thể là 48cm, chiều rộng là 22cm và chiều cao là khoảng 20cm. Về lắp đặt thì mẫu đèn này sẽ phù hợp để lắp đặt với độ cao khoảng từ 1,9m chiếu thẳng vị trí tắm. Mẫu đèn này có khả năng chống nước với bóng hồng ngoại chống nước này, chống nổ này. Bảo hành chính hãng là 3 năm. Đó là các thông số kỹ thuật. Giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để cho các bạn xem chi tiết bên trong sản phẩm này. Đây chúng ta có đèn sưởi này. Giờ mình sẽ nhấc ra. Đây mình sẽ tháo ra cho các bạn xem. Đó, mẫu đèn sưởi chúng ta. Bạn xem qua. Đi kèm với mẫu đèn sưởi này bên trong hộp chúng ta sẽ có các phụ kiện như sau. Trước tiên chúng ta sẽ có một cái phiếu thẻ bảo hành chính hãng của Cotman. Với cái phiếu này các bạn cần lưu ý. Đó là chúng ta sẽ có nơi để mà ghi các thông tin để bảo hành sản phẩm này. Bên cạnh đó, bên tay phải sẽ được ghi chi tiết các điều kiện để bảo hành sản phẩm. Các bạn cần lưu ý đọc các chi tiết này. Và đặc biệt, cái thẻ bảo hành này sẽ được đóng dấu xác nhận chính hãng của công ty phân phối và nhập khẩu các mẫu đèn sưởi Cotman. Và đi trong hộp chúng ta sẽ có thêm cả sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn và bên trong cái tập sách hướng dẫn này chúng ta sẽ có một cái bộ ốc vít. Bộ ốc vít và vít lở này để bắt cái mẫu đèn này lên tường. Đây, đi kèm với đó chúng ta sẽ có thêm một cái giá treo bằng kim loại như này. Các bạn sẽ dùng vít này bắt vào tường và treo cái đèn sưởi lên. Đó, đó tất cả những gì chúng ta có trong hộp. Đi vào đánh giá chi tiết về thiết kế cũng như mức độ gia công hoàn thiện. Về thiết kế thì các bạn có thể thấy tạo hình khối tổng thể của mẫu đèn sưởi này nó sẽ thiên hướng theo hình chữ nhật, với phần vỏ được sơn dạng mạ nhám với màu sắc ở đây là màu vàng đồng. Kết hợp với đó là phần mặt trước được dập các chi tiết hoa văn nổi như này ở các góc và cạnh rất là chi tiết. Và bên cạnh đó là những cái bóng đèn. Chúng ta sẽ có 3 cái bóng đèn hồng ngoại màu vàng rất là lớn, nổi bật ở phần mặt trước như này, cực kỳ là ấn tượng. Qua đó tổng thể mẫu đèn sưởi này toát lên vẻ vô cùng là sang trọng, hiện đại, hơi hướng tân cổ điển của châu Âu. Ở phía bên trên này, chính giữa chúng ta sẽ có dập thương hiệu Cotman. Về chất lượng gia công hoàn thiện thì cảm giác cầm trên tay của mình đối với mẫu đèn sưởi này là vô cùng là chắc chắn. Với vật liệu làm nên sản phẩm chủ yếu là vật liệu bằng nhựa có khả năng chịu nhiệt. Đấy, đặc biệt là phần vỏ này được làm chủ yếu là vật liệu bằng nhựa các bạn nhé. Và đánh giá về khả năng lắp ráp, chất lượng lắp ráp, gia công thì ở đây các bạn hãy xem ở phần các phần cạnh bên. Các phần cạnh bên, góc cạnh của sản phẩm này, cái phần nhựa được lắp ráp rất là chắc chắn, rất là kín. Đó, rất là kín. Nó không bị hở cũng như là bị lệch như là các mẫu đèn sưởi giá rẻ khác. Và đặc biệt ở phía mặt sau, các bạn hãy xem mặt sau. Mặt sau của các mẫu đèn sưởi này nó sẽ luôn được đục các lỗ để thoát hơi, thoát nhiệt như này. Đó. Và nếu đối với các mẫu đèn sưởi giá rẻ ấy, thì cái phần lỗ đục đằng sau này nó sẽ luôn bị thừa nhựa các bạn nhé. Vỏ nó luôn bị thừa nhựa. Nó không được tỉ mỉ và thoáng như là các mẫu đèn sưởi cao cấp như là Cotman. Các bạn có thể so sánh cái chất lượng thông qua cái phần này. Ở phía mặt trên này chúng ta sẽ có một con tem. Đây, bạn nhìn đúng không ạ? Con tem này là con tem xác nhận hàng chính hãng và khi nó dán như thế này nó sẽ đảm bảo rằng sản phẩm này chưa bị sửa chữa hay là bị thay thế các linh kiện bên trong. Gắn kèm với mẫu đèn sưởi này chúng ta sẽ có cái sợi dây nguồn màu đen như này. Sợi dây nguồn này có chiều dài khoảng 3m
Với cái đầu cắm ở đây là đầu cắm hai chân, đầu tròn, chuẩn chung. Đánh giá về khả năng sử dụng thực tế cũng như là độ bền của sản phẩm này thì mình đã đấu điện vào rồi, giờ mình sẽ bật thử cho bạn xem nhé. Ở phía mặt trước này chúng ta sẽ có hai công tắc màu đen giúp tắt mở đèn. Và với công tắc thứ nhất ở bên tay trái sẽ giúp cho chúng ta bật một bóng đèn ở giữa lên này. Đó. Và với công tắc thứ hai bên tay phải sẽ giúp chúng ta bật hai bóng đèn ở hai bên. Thì tùy theo nhu cầu sử dụng các bạn có thể bật 1 hay 2 bóng đèn. Và nếu muốn bật 3 bóng đèn thì các bạn hãy bật hai công tắc này lên. Đó. Và ngay khi bật 3 bóng đèn này lên, mình đã cảm nhận được ngay cái nhiệt lượng cũng như độ ấm tỏa ra rất là nhanh, chỉ sau vài giây thôi. Rất là nóng nếu mà mình để tay như này. Về chất lượng thì các bóng đèn này với công suất mỗi bóng là 275W và là bóng đèn chính hãng của thương hiệu Hàn các bạn nhé. Đây, để phân biệt các bạn hãy nhìn soi kỹ bề mặt của cái bóng đèn này, nó sẽ được dập thương hiệu Hàn. Bạn thấy không ạ? Dập thương hiệu Hàn. Và các bóng đèn của thương hiệu Hàn đều mang tiêu chuẩn và công nghệ của Đức các bạn nhé, rất là cao cấp. Và các bóng đèn này được tráng loại vật liệu đặc biệt giúp tăng cường nhiệt lượng của cho bóng đèn này, giảm độ chói. Và các bóng đèn của Hàn nó sẽ khác so với các bóng đèn hồng ngoại khác, đó là có khả năng chống nước cũng như là có khả năng chống nổ các bạn nhé, nó sẽ không bị nổ nếu mà nhiệt lượng lớn. Và độ bền các bóng đèn của Hàn nó sẽ có theo nhà sản xuất công bố là khoảng 10.000 giờ sử dụng. Với 10.000 giờ sử dụng này tương đương khoảng tầm 6 năm, rất là bền. Các điểm các bạn cần lưu ý trong quá trình sử dụng là mặc dù các bóng đèn sưởi này có khả năng chống nước, tuy nhiên các bạn không nên là xả trực tiếp nước vào bề mặt đèn như thế này, như nhà sản xuất đang làm như này. Bởi vì mặc dù khả năng chống nước, tuy nhiên tổng thể mẫu đèn sưởi này không có khả năng chống nước tuyệt đối, mà các bạn hãy coi khả năng chống nước đó như là một cái phương pháp hạn chế cái chuyện mà nước bắn vào bóng đèn gây hỏng hóc thôi. Và để lắp đặt, các bạn nên lắp cái mẫu đèn sưởi này với độ cao ở đây là khoảng 1,9 cho đến 2 mét trở lên để hạn chế tối đa cái khả năng nước bắn vào đèn các bạn nhé, gây hỏng hóc. Dù gì đây vẫn là đồ điện mà. Và vị trí lắp đặt mẫu đèn sưởi này nên hướng về nơi mà các bạn tắm để chúng ta có thể sưởi ấm, hoặc là hướng về nơi mà các bạn soạn đồ, thay đồ các bạn nhé. Và với công suất tổng 3 bóng đèn này là 825W thì mẫu đèn sưởi này sẽ phù hợp cho các phòng vệ sinh hay phòng tắm có diện tích khoảng từ 2 cho đến 6 mét vuông. Mình nghĩ sẽ là hợp lý. Và một điểm cuối cùng các bạn cần lưu ý, đó là trên thị trường bây giờ có rất nhiều các mẫu đèn sưởi cũng như là các thương hiệu đèn sưởi khác nhau. Tuy nhiên các thương hiệu như kiểu Cotman hay là Hisense ấy, thì đây đều là những thương hiệu có uy tín cũng như là độ phổ biến trên thị trường. Thế nên bây giờ có rất nhiều các sản phẩm nhái các thương hiệu này. Các sản phẩm nhái thì đều có đặc điểm chung, đó là giá thành rất là rẻ, rẻ hơn rất nhiều so với hàng chính hãng. Tuy nhiên chất lượng lại rất là kém và đi kèm với đó là nguy cơ cháy nổ các bạn nhé. Đây là điểm các bạn cần lưu ý. Và nếu các bạn quan tâm các sản phẩm chính hãng thì các bạn có thể liên hệ ngay theo các thông tin mình để trên màn hình ở đây, hoặc click ở phần mô tả video này để biết thêm chi tiết để nhận được các tư vấn cũng như là có thể mua được những sản phẩm chính hãng đến từ Cotman. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này.